bộ to chân mỏ vàng nhá các bác nha, đuôi lá vả cao cầu chim rất là đẹp. Đấy, chim thuần xách tay hót các bác nha, cao cầu rất là đẹp chim luôn. Đấy, cao cầu đuôi lá vả rất là to các bác nhá. Em này thì đấu chắc chắn là xòe rồi các bác. Chìm quá là đẹp luôn này em nhá. Đấy, giọng họ rất là hay luôn. Họ thét gật gù luyến láy quá hay. Anh em nào kết thì alo cho em nhá. Chim rất thuần anh em nhìn này. Lắc sạch tay lắc lồng các kiểu luôn. Hót mời đi hình luôn nha các bác nhá. Đấy, anh em nhìn này, kiểu gì cũng chơi, kiểu gì cũng hót luôn. À, cho anh em xem sát này, đầu mặt rất đẹp, bụ to lông lá mượt mà nha các bác nha. Bộ to hót cầu cầu rất là ok luôn nha các bác nha. Nó rất là hay luôn nha các bác nha. Đấy, các bác nhìn chim này quá đẹp luôn. Đây là vả rất là đẹp các bác nha. Cao cầu dáng dấp cao giáo này. Bụ to. Em này nếu các bác cứ xách trên tay như này nhá, hót thì xách đến trưa các bạn. Chỉ hót quá là tốt luôn. Này, anh nhìn em lắc tay này. Có thấy đẳng cấp không? Quá là VIP luôn. Anh em nào mà kết em này nhá, alo giúp em qua số điện thoại là 0978 767 689 nha các bác nhá. Chim thuần đẹp hót rất là tốt. Em này thì các bác chơi kiểu gì cũng được rồi. Đấy, sạch tay lắc lồng các kiểu luôn. Em này mỏ vàng chân cành đào các bác nhé. Đấy, anh em nào chơi mẫu chim bộ to thuần đẹp này thì chơi em này rất là hợp lý các bác nhé. Giọng hót cũng rất là hay. Thank you.
Vâng vâng, ok anh. Anh đợi tí em điện lại, em đang quay con chim. Vâng vâng. Anh em nhìn thấy đẳng cấp không ạ? À, kết alo nhá, em xin dừng video tại đây bởi vì là sách trên tay này cũng rất là mỏi các bạn. Thế còn em này thì từ lúc bắt đầu quay video đến giờ thì chưa thấy hề có dấu hiệu gọi là ngưng mỏ. Đấy, hoặc liên tục luôn. Mà giọng rất là hay các bác nhá. Đấy, hót hết cả dù. Báo cho các bác hot mọi hình luôn nhá. Rồi, chào anh em.